Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip sáng thứ hai ngày đầu tuần, ngày 10 tháng 6, Việt Vinh vừa về một cặp loa kiểm âm phòng thu của Đức, đó chính là cặp loa Studio Box Dynamic 80. Và như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình, thì cặp loa này là một cặp loa nguyên bản, chưa qua đụng chạm, chưa qua sửa chữa, chưa qua tút tát. Một cặp loa zin nguyên bản từ bên kia về anh em nhé. Và chúng ta có thể nhìn lấp ló sau lớp e căng, đó chính là cặp loa sở hữu 3 đường tiếng, một chép, một trung và một bát 20. Cặp loa này là một cặp loa liền e căng. Đây là e căng zin của nhà sản xuất. Sử dụng một chép, một trung và một bát 20. Ở bên này cũng vậy anh em nhé. Một trung, một chép và một bát 20. Đây là logo của hãng Dynamic 80. Dynamic 80 đó là model của cặp loa này. Một cặp loa kiểm âm phòng thu của Đức. Đây, chúng ta có thể nhìn thùng vách cặp loa này còn rất là đẹp. Một cặp loa như Việt Vinh nói lúc đầu là Việt Vinh chưa đụng chạm, chưa chỉnh sửa và cũng chưa qua lau chùi gì cả. Cặp loa này nó có chiều ngang là 26,5 cm. Chiều cao của cặp loa này 48,5 cm. Và chiều sâu 23 cm. Một kích thước rất là lý tưởng đúng không ạ? Xung quanh thùng đấy anh em nhé. Tiếng cực kỳ mềm mại luôn. Đây là bên hông đây anh em. Đây là phần mặt sau của cặp loa Studio Box Dynamic 80 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Một cặp loa kiểm âm phòng thu của Đức. Mọi thông số nằm trên chiếc tem này. Nó đạt chứng chỉ 45.500 chứng chỉ âm thanh của Đức. Và nó thuộc mẫu SB800. Công suất âm nhạc của nó là 80W và đáp ứng tần số từ 45 đến 20.000 Hz. Và trở kháng của nó tự động 4 đến 8 ohm và được sản xuất tại nước Đức, Made in Germany. Ở bên này cũng vậy anh em nhé. Bên này cũng vậy. Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm tuyệt vời của cặp loa Studio Box Dynamic 80, một cặp loa kiểm âm phòng thu của Đức. Away.
Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa Studio Bock Dynamic 80. Và giá bán của cặp loa này Việt Vinh bán với giá cực kỳ tốt, anh em nhanh tay sở hữu. Với giá bán chỉ có 4.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thay xin chào tạm biệt tất cả anh em.